Cái luồng bẫy này chuyến vừa rồi ấy, thì ốc chạy nền cũng khá là nhiều. Mong rằng là hôm nay nó cũng có hiệu quả nha. Đang có cái clip gửi đến cô chú anh chị mình xem giải trí. Còn đây là cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy này chuyến vừa rồi thì ốc cũng dính được con ngũ hành. Nhưng nói gì nói chứ bẫy gắn miền quê cũng không quên gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị qua màn ảnh nhỏ. Cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy đầu tiên của mình thì hư chuột rồi. Còn đây là cái bẫy thứ hai. Cái bẫy đầu tiên thì hồi nãy Út rút, Út để giỏ. Út làm cái bẫy dự phòng. Rồi một hồi quay ra, thí dụ quay ra thì mình đặt lại. Còn nếu như mà trong quá trình Út đi thì có chỗ nào im thì Út nhét luôn cũng không chừng. Bẫy thì Út cứ di chuyển hoài vậy đó. Cái bẫy này chuyến vừa rồi thì cũng có đồ nha. Có đồ nhưng mà mình xài không được. Chuyến này. Ồ, chuyến này Út thấy con chuột. Mà sao cái bẫy, cái hôm nó gài. Cái hôm nó gài khá là cao mà. Bẫy thì nó nhẹ mà con chuột thì nó hư. Có cái con gì đây? Ồ, con gắn lại. Con này khá là to đó cô chú anh chị. Đây này. Gắn lại có người ta còn kêu là gắn gáo đó nha. Còn đây là những cái bẫy mà Út mới chạy nền chiến rồi. Còn cái con gắn hồi nãy thì cũng chưa bắt ra. Ở đây thì nhìn vòng vòng không có chỗ nào trống hết trơn. Để thăm cái này qua bên kia trống rồi Út bắt ra luôn. Cái bẫy mới chạy nền. Thì ở đây mới dịch dạch ra Út thấy à, kèo thơm mới chạy nền. Quá phê với em này. Dướng vậy. Vô kèo rồi con ơi. Con này hành nhất nha cô chú anh chị. Quá xa là phê với con hồ hành này. Mới vô ba cái. Ba cái kiểu này là tính ra dính ba con luôn. Nhưng mà hư một còn xài được hai. Còn gắn lại. Để cho con này nó ra trước đi. Con này thì tính ra cũng khá là hùng đó, chứ không có hiền đâu. Nhưng mà loại của nó là không có độc. Tùm lum hết trơn bánh kem. Đã thu phục được em đó nha cô chú anh chị. Một em. Đây tay con hô hành. Bởi vì hỏi sao chiến nào Út cũng có chạy nền hết trơn là vậy đó. Dù ít hay nhiều. Út bị cảm hôm gài mà. Tới bữa nay cái lỗ mũi nó còn như cái hang thòi lòi vậy đó. Đúng rồi. Rồi, thẳng ra luôn em. Con này hành nhất bà con này. Vô túi luôn. Nhất nhì trước sau cũng vô. Có bạn ở trong em. Có bạn ở trong.
vô. Vô đi, ngại ngùng gì không biết. Nguyên cái bờ gậm, cái lọt ra cái đầu mương, cái gầm thấy nó ấm làm sao ấy. Nhưng mà không biết hiệu quả thì như thế nào thôi. Đâu rồi? Bảy con. Ồ, bảy con nhưng mà phân dữ nha. Mà gài hôm cũng khá khá. Phần cỡ này gì đây nè. Cũng không được nặng cho mấy. Còn hồ hành, cái này thì cũng ngồi đây cũng như ngồi trong kẹt vậy. Nếu như có khó xem gì, cô chú anh chị mình xem thông cảm chút nha. Con này thấy cũng khá khá. Cái đèn. Đúng rồi. Bịch lúa còn y nguyên. Con này hành nhì nha bà con. Khu này ở đây thì ốc còn 27. Nhưng hồi nãy đi lại ốc thăm một cái rồi. Là cái đó có người ốc quay không được. Mà cái đó có đồ nhưng mà mình xài cũng không được luôn. Cái này thì mình phải lên cái dốc. Cái nền này thì ốc dính cũng được 4-5 con này. Nhưng mà đặc biệt là hồ hành. Mới dạch gạo thấy có phần đầy giả chiến hai cái đầu dừa đây này. Phần gớt ở dưới đây không biết nặng nhẹ thôi. Cũng khá khá. Ồ, đầu này nữa nè. Đó, một bệt trắng tinh. Nhưng mà con này thì nói ngay cũng không có to cho mấy. Chứ ngồi đây thì cái chỗ cũng hơi khó khăn. Thành ra ốc bắt con này ra thì ốc khỏi quay, cô chú anh chị mình xem cũng thông cảm cho ốc ha. Con này nó vô đầu bữa đầu tiên hay gì, bệt lúa cũng còn y nguyên. Đó, kìa, dấu hiệu chuột chưa cắn luôn nha. Thường khi cái bẫy này thì ốc bật cái mái mép bên đây. Chui ngang cái lùm này. Nhưng chiến vừa rồi thì tại vì mưa quá mưa. Rồi qua tới bên bản ốc mới bật mái. Không biết cô chú anh chị mình có nhớ không? Đây. Cái bẫy này chiến vừa rồi thì mình cũng dính được con hổ hành. Khá khá. Hôm nay còn như thế nào? Có con gì khác khác không? Thấy giống như cái con chuột của mình nó không xong hay gì thì phải. Nhưng mà cũng khá là nặng đấy. Ồ, con hổ hành tiếp tục bà con ơi. Cái nền này lúc đầu là ốc thăm 3 chiến liên tục là không có hiệu quả nha, không chạy luôn. Nhưng mà ốc cũng để ai hai chiến sau là chạy liên tục, làm như tới chừng nó chạy cái nó không có chặn dừng vậy đó. Gà đen. Kiến. Gà đen. Đúng rồi. Ồ, kiến quá kiến vậy. Bàn kiến gì đen đen nó bò nó cắn quá. Vô. Hôm nay không biết khúc gì sao thì nó như thế nào chứ. Phút đầu thì thấy
Nãy giờ chạy là kêu bằng cực kỳ hiệu quả. Còn cái bẫy này thì Chiến vừa rồi không biết cô chú anh chị mình xem có nhớ hay là không ha. Là cái bẫy này của mình là Chiến vừa rồi mất chuột. Bị mất chuột nhưng mà không hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân luôn nè. Đây thì cái bẫy nằm ở dưới đây. Úc đi vô đây mà nếu như mà có lắc hơi khó xem gì cô chú anh chị mình xem thông cảm cho Úc nha. Đây Úc thấy cái bịch lúa. Bịch lúa thì ở mấy nhưng mà miếng dưa leo kìa, nó đứng sững sát bên trong trong cái thành bẫy. Cái này thì Úc cắm cây. Ý chơi kỳ vậy. Đây nè, giờ miếng dưa leo đứng sững tính đâu vô kèo. Ai nhận chuột mình chạy tung tăng. Còn cái này thì Chiến vừa rồi mình dính được cái con hố hành cũng khá khá, nhưng mà hôm nay thì cái đường đi vô hơi vất vả nha. Bẫy còn không? Cái đường đi vô rất có vất vả nhưng mà quan trọng là cái bẫy mình còn hay là không đây nè. Bẫy còn. Có hiệu quả gì hay không đây? Ủa, thấy có da con gì vậy? Quá mức rồi. Úc thấy cái đầu này khủng lắm rồi cô chú anh chị. Dữ lắm cái đầu này rồi. Cái này dữ lắm rồi. Anh Đại mà kêu bằng anh Đại khủng. Đây. Cái đầu mà cỡ này vậy nè. Hết có biết chưa? Cái này thì để Úc mở bao cho cô chú anh chị mình cùng xem. Hùng. Khá là hùng. Đây này. Con này thì hùng lắm nha cô chú anh chị. Em đã vô mà em nó nằm coi này. Hết có biết. Ai cũng chỉ Úc vô đây thì ra là thế. Hành trình săn hàng khủng. Quá mức cái em này bà con ơi. Cỡ này gì đây nè. Mới đã. Con này đúng là to nha. Khi cho anh nghe thử phụng mang cái coi. Cái lưới 8 ly. Nhưng mà cô chú anh chị mình nhìn cái đầu em nói kìa. Nằm mấy ô lưới. Đó. Đúng khủng luôn đó. Đây. Úc lấy cái máy xa mà em nó nằm coi kìa. Muốn bít cái bẫy của Úc. Hề quá với em này bà con ơi. Nhưng mà Úc thấy hầu như là em này có dấu hiệu bị cục đuôi nha. Để cái vỏ vô trong mát ấy. Nắng quá nắng. Nắng quá hồi sợ mấy con chuột mình nó chịu không nổi. Lấy cái cọng dây trong túi ra. Lúc nào cũng vậy, đi là có cái cọng dây riêng. Rồi để giờ tiến hành cho em nó ra, để giờ chỉnh cái máy thấp xuống cho cô chú anh chị mình dễ xem ha. Chứ hung gì em. Ghê không? Khi. Con này thì nó ngay ra là loài cực độc nha, thành ra Úc không có giỡn nha. Bắt là phải nghiêm chỉnh bắt nha cô chú anh chị.
túi thẳng tiếng luôn nè. Đúng rồi. Chưa chịu. Em nó chưa chịu ra hết nữa nè. Ra luôn cứng. Đâu rồi? Đâu rồi? Để kiếm cái đường coi. Quả. Quả mất cái con này của chú anh chị. Để giờ chỉnh máy xích lên cho bà con mình dễ xem. Đây nè. Cỡ này gì nè. Hết có biết chưa? Con này là hàng thuộc vô loại hàng khủng rồi. Để túm cái miệng bao lại cho an toàn cái rồi xong tôi tục em nó vô. Qua vô em. Vô. Cái đuôi em nó bị gián đoạn hết mấy khúc nha cô chú anh chị. Xuống luôn. Em nó còn chìm lại cái chút đuôi. Khá là phê với em này. Giờ thì Úc đã chinh phục em nó an toàn. Ở đây Úc có một bẫy nữa. Nhưng mà bên kia thì người ta đang xịt bẫy thuốc. Có gì thì Úc nói nhỏ nhỏ của chú anh chị mình xem thông cảm cho Úc nha. Đâu rồi? Cái bẫy ở đây đâu rồi? Đây. Vô con này cái động lực tràn đầy cho chuyến đi. Cái bẫy này im quá nhưng mà thấy nó bị lắc lư. Nhẹ quá nhẹ. Cái bẫy cuối cùng của cái khu này thì nằm ở góc này đây. Làm con nữa không? Chỉ ướt thôi bà con ơi. Rồi. Không thấy cái bộ hơi te tua lành nết dữ nhiều với cái bẫy này rồi. Để cái vỏ xuống đường mương luôn. Nhưng mà chắc không đến đổi đâu. Ồ, thấy có dấu hiệu lúa nén. Đây này. Đó. Có bịch lúa nén. Thấy cái lưng luôn rồi. Úc thấy cái lưng em nó rồi. Còn hô hành con này cũng khá khá đó cô chú anh chị. Nhưng mà ngồi đây thì không có chỗ ngồi nè. Bà con mình xem thông cảm cho Úc ha. Thì cái này Úc bắt ra cũng như là Úc khỏi quay đó cô chú anh chị. Khu này thì Úc có 3 bẫy, nhưng mà trong quá trình Úc đi vô cái bẫy đầu tiên á, là Úc xin nhắc là cô chú anh chị mình có xem clip thường là sẽ nhớ ha. Cái bẫy mà chiến ngày đó mà nó ngập lúc hết trơn còn dính chút xíu mà Úc nói cái bẫy Úc đặt lường đó. Mà có anh em vô bình luận là nói em cũng thích dính con lương vậy đó. Thì đây, thành quả em nó thì còn bên góc bên này. Đây nè, đó. Còn con này thì khá là to. Nhưng hồi nãy thì chú Dường ta đang thứ ba cái thuốc ở đó. Rồi thành ra ghéo gút cái bẫy luôn. Gút cái bẫy thì đi vô trong này thì bắt rồi còn 2 cái nữa. Lỡ trong khu vực này. Đó, một hồi thì Úc đi ra. Úc sẽ nhét trở lại nha. Tại vì cái nền này thì nói ngay là chiến hay chiến chứ không có lâu. Như chiến vừa rồi thì cũng vẫn có. Chiến hay chiến là chạy con, chiến hay chiến là chạy con đó của chú anh chị. Ra cứng, ra đầu kia kìa. Ừ, để ăn bớt cái hôm xuống.
thấy cái nền im quá, nhưng mà ngặt cái dính con này hơi to và thôi bút cái bẫy đi luôn. Họ quay ra thì mình đặt lại sao. Ô cái này hai con bà con ơi, Út thấy hai cái đầu này đó, tính đâu là một, tính đâu một con vô kèo rồi. Nhưng mà hai con này thì thấy cũng được. Karen đâu rồi? Thổi muốn hụt hơi vậy đó cô chú anh chị, mà em nó chưa chịu ra nữa nè. Đó, một con đó, dụ dụ em nó để xuống đây đừng cho nó bò ra chứ không gì. Còn em nữa. Đâu rồi? Chơi gì là dặn luôn. Thổi muốn hụt hơi vậy đó mà không chịu ra. Thời Út cho con này vô túi luôn. Rồi em kia chừng nào ra tính sao. Hôm nay ăn chạy mề quá. Đồng kia kìa, em làm mất thời gian anh quá. Ồ, em này chắc thiếu mối giót hay gì kìa. Vỗ vỗ chỉ cái đầu kia kìa mà không biết đường ra. Ừ, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Ừ, ít ra cũng phải vậy. Ừ, con này nhì chứ không được nhất bà con ơi. Tính đâu hai con là em này là vô nhất. Ô, tính đâu một con là em này vô nhất. Nhưng mà con này nhì thuộc nhì khủng nha. À, nhưng mà thấy cái bụng còn nhô nhô. Con ngồi chắc còn nằm ở khu vực này. Ca này thì phải xử lý nha, chứ không thôi để ngồi vô túi cái hồi lắm chịu không nổi. Cái bẫy tiếp theo thì ở đây, nhưng mà bên trời thì thấy hình như có người. Cái bẫy thứ hai của mình thì cũng vô kèo luôn. Nhưng mà nãy thì mình thấy ông anh ông đang nằm võng bển. Rồi thôi, mình tắt máy mình không có quay. Ủa, con gì vậy? Con bìm bịp khá là to. Đây này, còn cái bẫy thứ hai đó, con hôn hành này thì hành nhì nha. Cái bẫy thứ ba thì ở đây, khu có ba bẫy mà đi vô tính ra hai cái đầu thì hai cái đầu được ba con rồi đó, mà không có quay được cái nào hết trơn. Rồi, còn cái bẫy thứ ba thì còn chuột. Hôm nay dính mê quá cô chú anh chị ơi. Nhưng mà nãy giờ thì cái quay được cái quay không, cũng như cái này nè, khu 37 mà quay được có 71, còn hai cái bẫy thì quay không được. Mà trong khi hai bẫy quay không được thì hai bẫy dính hai cái dính ba con nó ghê chứ. Như cái này thì Út bắt cái con này ra rồi xong xuôi cái Út vô chuột đem ra ngay chân chỗ cái nền cái bẫy đầu tiên hồi nãy đó thì Út đặt lại. Con này nó giống giống như con hồi nãy nè. Út ra đó để Út cho nó chạy. Ồ, con này nó cũng mới vô nữa nè. Tương đương với con hồi nãy ha. Mà con này thì bụng nó cũng còn nhưng. Tới giờ này thì cái túi của Út cũng kha khá rồi nha. Nhưng mà con này thì Út cũng phải xử lý tiếp tục, chứ không thôi để hồi nó hôi sao chịu nổi. Cái nền chỗ này hai tiếng kỳ trước thì Út cũng dính con. Con hổ. Con hổ cũng ký mấy. Nhưng chiến vừa rồi thì cũng trượt. Không biết cái chiến kỳ này thì nó ra sao. Chiến kỳ này vô làm anh nữa coi. Chỉ ước thôi nghe cô chú anh chị. Nói gì chứ, nhiều khi xui xui
ướt ướt vậy chứ hô hành không có dính cũng không chừng. Ý, con gì đây? Lưới 8 ly một thanh hô hành kẹt đầu. Mày ghê chứ. Ở đây thì mình có 4 bẫy. Nhưng mà đi vô cái bẫy đầu tiên thì có đồ mà xài không được rồi. Còn cái bẫy thứ hai thì ở đây, cái này chiến vừa rồi thì cũng có đồ. Thấy có dấu hiệu của huynh đệ nào đặt ở đây nữa gì mà đổ lúa gì tùm lum hết trơn. Chắc cũng anh em cô chứ không ai khác. Đây cũng có mấy anh em đi trường. Thấy cục phân to quá. Nhưng mà không biết phân mới phân cũ. Đây này, cục phân to đùng nè. Ồ, phân mới với bà con này. Em hô hành. Nãy giờ là thấy tươi chạy điều 7. Tính ra tỷ lệ nãy giờ là cũng khá là cao. Ra đây này. Em hay quá. Mới vừa mở miệng nhẹ cái là làm mà ụt ra rồi. Ngon lành. Nhưng mà chưa, giờ này thì ông chưa hết 7 nha. 4 7 vô thăm 2 7 2 con. Nhưng mà xài 1, bỏ 1. Còn đây là cái 7 thứ 3. Cái này thì hổ cũng có dính rồi. Cái này thì bước qua bên cái góc bên này nha. Bảy con lú ra luôn này. Có dấu hiệu gì không? Dấu hiệu gì không biết chứ lấy cái cây hiều hiều mà bảy lật ngang kiểu này là thấy không mê. Chuột chẳng còn. Hôm nay đi vô đây thì ta thu hoạch 3 cái nhãn. Nó trong lỏng trong liễu hết trơn này. Cái bảy này thì ông mới chạy nền cái chiến vừa rồi nha. Nằm ở dưới đây nhưng mà không biết người ta hái 3 cái nhãn rồi cái bẫy của Út nó ra sao. Nhìn thì đây chắc không đến đổi. Mà sao lật nghiêng lật ngửa vậy nè. Nó lật nghiêng lật ngửa mà thấy cái bẫy thì nó lật nghiêng rồi đó. Nhưng mà thấy có phân kìa, rớt bên hông kìa. Đó, rớt bên hông bẫy luôn. Tội có phải không? Đúng rồi, đây nè bà con ơi. Cũng khá khá. Con hữu hành. Những tuổi mới chạy nền. Chạy nền tính ra nãy giờ là hiệu quả khá là cao. Gà đen. Gà đen. Con này hành gì nha cô chú anh chị. Ồ, làm gì mà ban ông nó buông như chăng chỗ cái máy út giữ vậy nè. Chiến vừa rồi thì có chạy nền qua bên khu này 3 bẫy. Nhưng mới đi vô cái bẫy đầu tiên thì Út cũng dính được một con. Nhưng mà có người Út cũng không quay. Rụt luôn cái bẫy ra luôn đây. Đó. Còn hô hành. Bẫy lớn gì nhưng mà còn con chuột nha. Em nó núp đâu này. Còn ở đây thì Út cũng có một bẫy nè. Cái này thì để Út lấy
lúa dưa leo sẵn luôn. Lấy lúa dưa leo sẵn, đi lên thăm cái này có không có thì quay trở lại Út sẽ bắt cái con rắn đó ra. Rồi tới công chuyện cái bẫy này rồi. Kìa, cái manh bao nằm đó rồi cái bẫy mình đâu. Cái bẫy này thì Út thấy hầu như là lành đất dữ nhiều rồi nha. Tại khu này thì Út thấy dấu dò mấy chú chó cưng dữ lắm. Rồi cái này mất xác luôn rồi bà con ơi. Cái này thì con chuột còn, cái này mình bắt nương nương đang mình dưỡng cái con chuột mình lại nha. Nhưng mà mới chạy nền vô 37 trước mắt à. Dính thì dính được con mà còn con chuột. Bù lại thì mắc hết cả 7. Con này cũng khá khá chứ đâu có nhỏ đâu. Con rắn bay lớn gì nè. Mình ở lòng nào con chuột có chút xíu xiu à. Xử em nó te tua hết trơn. Vô cưng. Rồi vậy là ở đây Út còn có một bẫy nữa thôi. Cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay. Thì Út mới chạy nền. Ở đây, ở đẳng giờ lại đây một chút. Nhưng mà trong quá trình Út đi lại đây thì Út nghe Út cũng chinh phục được một cái tổ ong. Cái bầu mặt cũng khá là phê. Để giờ Út thăm cái bẫy này. Rồi đi lên tổng kết chiến lợi phẩm rồi Út sẽ lấy ra cô chú anh chị mình cùng xem. Cái bẫy này giống bị ngập quá vậy. Có bị ngập không? Ồ, chuột còn. Cái bẫy cuối cùng thì Út cũng vừa phát lương rồi. Còn đây là chiến lợi phẩm. Đây cái tổ ong mà Út vừa nói. Đây thì cục sữa dừa. Đây. Kèo lớn nha cô chú anh chị. Kèo lớn mà chấm vôi. Mấy hôm nay nắng mặt dầm vàng ẻo ngon hết biết chấm vôi nguyên cục luôn nha. Nhưng mà cái bầu mặt này sao đóng trứng giữa hổ á. cái tổ ngay chân chỗ đầu mặt thì cũng có một chút, còn nhiều thì nằm giữa tổ không à. Thì để đây không biết có dướng cây lũng không biết. Lũng cây buồn lắm người ơi ạ. Còn như anh đại ca trong này thì anh nằm ảnh cà khu. Đây chiến lợi phẩm hôm nay. Đó. Có một con gắn gáo, còn nhiều là hành không nha. Hành lớn mình cũng có nha. Nhưng mà chỉ được nhất thôi chứ không được đại đâu bà con. Còn đây là anh đại. Anh đại này thì khá là to nha. Hôm nay thì chạy ra lộc thăm có 29 bẫy. Tại vì hồi nãy thì mình hao hụt hết bẫy đó cô chú anh chị. Nhưng mà kệ, 29 bẫy nói chung ra hôm nay chiến lợi phẩm gì là quá ok nha. Quá trúng. Anh này tính ra anh khá là hung đó bà con. Hồi nãy hỏi cấp mà vừa Út vừa định mở bao đó. Em nó làm thấy ghê lắm. Nhưng mà ghê ghê họ cũng vô túi Út thôi. Chiến lợi phẩm hôm nay quá khá là ok nha. Mà phê nhất là cái bầu mặt ong. Bầu mặt chám vôi mà kèo lớn. Ngon ơi là ngon. Rồi dù sao bảy gắn miền quê cũng không quên chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau.